nè, hai đứa dắt em đi thì cẩn thận á nghe. Chỉ đi khám định kỳ thôi mà mẹ. Ai biết được, tụi bay như chó với mèo đó. Không sao đâu. Lỡ gây lộn không á, rồi nhỏ bắt cóc bây giờ đó. Con đi nha ba, mẹ ăn đi. Ừ, nhớ cẩn thận nghe. Con nói không sao rồi mà. Ủa, nó để nhỏ đi đâu vậy? Nó dắt đi khám định kỳ, xong rồi nó đưa qua cho con Chi giữ nó luôn. Trời đất ơi. Rồi đem qua nhà Kim Chi nữa đó hả? Ừ. Ủa sao mới đem mà mấy ngày rồi có đem qua hoài vậy? Trời ơi, thì mẹ con nó gặp nhau cũng có sao chứ có phải người ngoài đâu. Đưa con thằng Cú Bo cho con Chi giữ cho tôi rảnh nợ. Tôi khỏe khoắn coi chứ không lẽ ông muốn tôi tối ngày là làm bà già có con mọn hả? Bà, à mới ít ngày trước là đã đem mà bệnh rồi. À, bà đã quy định rồi là 2 tháng thì mới được thăm một lần. À lộn, 1 tháng mới được thăm 2 lần. À, bà dắt qua bệnh hoài là sao? Thì mẹ con ta gặp nhau có sao đâu. Ông á, suốt ngày không cho mẹ nó giữ đi. Tối ngày bắt tôi giữ hoài à. Ừ, ông giỏi á, ông nghỉ một ngày ha, rồi ông giữ nó đi rồi mới biết cái cực khổ của tôi như thế nào. Cái mày giữ con nít như vậy. Bà không hiểu gì hết trơn trời. Đưa qua bệnh hoài, thằng Bo nó gặp mẹ nó hoài, riết nó quen. Rồi lớn lên, nó sẽ về bệnh ở luôn với mẹ nó. Lúc đó ân hận. Ân hận gì mà ân hận? Thì con theo mẹ là chuyện bình thường thôi. Trời ơi, có gì đâu mà la lên, cái ghê quá. Nó mới đi ồn ào à. Này giỏi, ở nhà một ngày giữ nó đi cho biết. Ủa hình như mình la nhỏ hơn bà mà ta. Cái chút xíu mà la chồng tới đó. Có gì không? Hả? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Ủa? Anh? Ừ? Sao mấy cái đồ của cô Bo kỹ vậy? Sao củ xì vậy? Mấy cái đồ mà em mới mua cho cô Bo đâu? Anh có biết đâu, mẹ xếp đó. Ở đây, ba đây, ba đây, ba đây. Mấy cái đồ này á, sao mà con mặc được? Mẹ có nhà không anh? Có, chi vậy? Để em gọi cho mẹ. Gì đó con? Alo mẹ hả? Con Kim Chi nè mẹ. Mẹ, mấy cái đồ của cô Bo á mẹ, sao mà cũ xì vậy? Hơi cũ phải không? Không sao. Đó đồ đó là đồ của cụ Bin đó, con bà Tám á. Mẹ thấy nó mặc chật, mẹ xin cho nó mặc đó. Trời ơi, cô Bo nhà mình đâu có thiếu đồ đâu mẹ. Mấy bộ đồ mới mà con mới mua cho nó đâu. Thì mẹ biết, nhưng mà mấy bộ đồ con mua nó đẹp mà nó mắc tiền quá à. Mẹ cho nó mặc uổng cho nên mẹ đem bán mà lấy tiền mua sữa cho nó rồi. Ồ, nhưng mà con... Mẹ nói con nghe. Mẹ mốt mua đồ thường thường cho em nó mặc thôi. Mua đồ hiệu mắc tiền lắm con uổng, hiểu không? Con nít nó mau lớn lắm, mặc vài bữa là chật phải uổng không? Nghe. Đi đi bà, đè lên. Ừ, ông đi trước tôi ra đi. Thôi nên nè, mẹ đi trong chuyện với ba con rồi, cúp máy nha. Mẹ. Có chuyện gì vậy? Mẹ đó, lấy mấy bộ đồ mẹ mới mua cho cô Bo đổi thành sữa, rồi đi lấy mấy bộ đồ cũ ông cô Bin về cho cô Bo mặc. Anh coi có kỳ cục không chứ? Kỳ cục gì, đồ trẻ con mà, quan trọng gì đó. Trời ơi, sao mà không quan trọng được. Em họ ẩm con đi gặp mấy bạn bè, rồi bạn bè nhìn con mình ăn mặc như vậy rồi người ta nói làm sao? Anh nghe mẹ nói á, là lấy đồ cũ của em bé khác mặc để trộm vía dễ nuôi đó. Quan trọng là con mình khỏe mạnh kìa. Khỏe mạnh mà giờ con mình vô trong này hả? Anh nói vậy sao được? Bạn bè nhìn vô rồi người ta nghĩ làm sao? Em thôi đi, nó bậy bạ gì vậy? Bộ bạn bè em quan trọng lắm hả? Bạn bè em không quan trọng nhưng mà đối với em là quan trọng. Anh có biết là con của tụi nó, đứa nào cũng được mặc quần áo xịn, quần áo đẹp, quần áo nhập hết trơn á. Mà nhìn con mình nhìn vô mà ăn mặc như vậy, không có kỳ cục hay sao chứ? Nè, thôi bỏ cái tật đó đi nha. Cái gì? Liều cơm gấp mắm chứ, đua đòi vậy sao được chịu nổi? Anh nói vậy mà anh nói được hả? Anh có phải là ba của nó không vậy? Nó là con của mình đó. Thôi, đủ rồi. Đủ thì đủ. Toàn gây nhau những chuyện gì đâu không. Nè, em trông con đi, anh về. Ừ, anh về đi, bye. Chỗ con nè. Mệt thiệt luôn á chứ. Ngoan nè con, ngoan, mẹ thương nha. Trời ơi, mấy cái này dễ thương quá à. Cô Bo mà mặc vô á, chắc là đáng yêu lắm. Màu này dễ thương nè. Để coi, 369.000 một cái áo hả? Bảy trăm năm mươi cộng với lại 215
Hả? Sao tiền trọ tháng này nhiều quá vậy ta? Tháng nào cũng bị hụt hết trơn á. Cô Boy, mẹ đúng là không xứng đáng là mẹ của con mà. Đừng có nói là nuôi con. Ngay cả bây giờ một bộ đồ cho con mẹ cũng không có thể làm được nữa. Mẹ xin lỗi con nha. Kim Chi ơi, bà coi mấy cuốn tạp chí này nè. Cuốn nào hay thì giữ lại, không không thôi thì tôi gom tôi bỏ hết nha. Ủa? Mới soạn xong á. Mấy cái này mới mà. Nè, tôi nhớ là cuốn này số mới ra mà. Thì đó, tôi mới phát hiện nha. Mấy cuốn tạp chí này nè, mình mua thì mắc dữ lắm, mà khi đọc qua một lần xong rồi cũng giống như là thành rác thôi à. Trời ơi, giảm giá 70% đi bà ơi. Trời ơi, nè nhìn đi nhìn đi. Trời, trung tâm thương mại gì mà giảm giá dữ vậy? Hôm nay là ngày mấy vậy bà? Hình như là hôm nay ngày 9 hay sao á. Vậy là còn kịp. Bây giờ tôi đi liền nha. Hả? Tôi đi liền. Ê nó nghe nè, giữ coupon cái tôi vô thay đồ cái ra liền nha. Đóng cửa rồi hả? Sao đóng cửa sớm quá vậy? Họ nói họ bán hết ngày hôm nay rồi, họ nghỉ sớm. Tôi tới trước mà chỉ mua được cái áo cho thằng con à. Vậy hả chị? Ừ. Em cảm ơn chị nhiều nha. Cho chị hỏi là cửa hàng mình đóng cửa rồi, không có bán sale up nữa hả em? Dạ, ngày mai là còn sale bữa cuối á chị. Ngày mai còn sale bữa cuối dạ. Hả? Mấy giờ em mở cửa? Dạ, khoảng 8 giờ chị, nhưng mà ngày mai tụi em có nhập hàng mới á, nên có lẽ là sớm hơn á. 8 giờ sáng? Dạ. Chị cảm ơn nha, có dạ, gì chị tới sớm. Dạ, em chào chị. Đã không? Rồi, bây giờ ngoan, đi ngủ rồi nha. Ha. Mẹ thương, mẹ thương. Tới đây mẹ bồng một chút xíu rồi đi ngủ nha. Cô Bo giùm tôi xíu nha. Ủa mày đâu vậy? Tôi có công chuyện đi xíu. Dự nhớ giữ cô Bo nha. Nhớ nha bà. Ôi, đi đâu vậy trời? Bà đón gì nè? Sao dạ? Thương mà thương, bà thương. Ủa? Hôm nay mặc đồ đẹp quá ta. Anh thấy mấy cái đồ dễ thương không? Em mới mua giảm giá trong siêu thị đó. Ủa vậy hả? Ừ. Ủa? Có đôi dép nữa hả? Trời, con nít có đôi dép nữa. Tại vì anh không biết đó, chứ người lớn á, có đồ gì là con nít có đồ đó hết trơn á. Dễ thương lắm.
À, mà hình như là tuần sau á, bên nhà nội có đi đám cưới bên nhà dì Bảy đúng không? Đúng rồi. Anh nhớ nói với mẹ mặc bộ đồ vest này á cho con nha, để cho mọi người nhìn con mình lát mắt luôn. Nhớ nha, xong rồi chụp hình gửi cho em coi rồi đó. Được rồi, lúc đó con mặc đồ vest chắc con đẹp lắm ha. Con trai của mẹ mà ha, cho mọi người lát mắt luôn ha. Ủa, em bị sao vậy? Hả? Em bị sao vậy? Ai đánh em vậy? Đâu có sao đâu. Rồi tay nữa, em bị gì vậy? Ai đánh em vậy? Đâu có gì đâu. Ờ, tại em sơ ý thôi à. Ờ. Ủa em mang cái gì vậy? Cái quần trong bộ đồ vest của con nè, bị rách chút xíu à, em giá lại là xong liền à. Em giá xong rồi anh nhớ mang về đưa cho mẹ nha. Ủa sao đồ mới mua mà rách là sao? Ủa cái gì vậy? Đồ mới mua rách tùm lum cho em. Ủa sao mua mà đồ rách là sao? Em là mẹ kiểu gì vậy? Lựa đồ không biết lựa đồ là sao? Mua đồ rách cho con mặc. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vỡ.